Dạ dịch bệnh hồi giờ phải đi ra massage này nọ để hút mụn nọ chứ mụn cám nhiều quá trời quá được. Massage gì trời? Hả? Dịch ai mở cửa đâu mà massage? Thì bởi mới nói là thường thường lâu lâu là một tuần là tôi đi chăm sóc về sắc đẹp của mình lần. Không nhìn gì không cười. Thiệt mà, nghĩa là tôi bị kiểu như là cái gì ta gọi là mặt rỗ mụn nhiều đó, mụn nhiều mụn đầu đen nhiều. Đúng đúng rồi đó, là cứ tuần tôi đi ấy một lần. Anh chăm sóc mặt chăm sóc cái gì vậy? Sắc mặt anh chăm sóc mặt là mặt anh bình thường thì nói chung là do tôi đi ăn nắng nhà mưa hỏi thì gì đau rát thì nó đen này nọ thì bình thường. Ta kêu là chăm sóc mặt là càng ngày càng mịn lên, anh đi chăm sóc mặt mà sao anh càng càng ốm? Thì nó mịn với ốm nó khác nhau chỗ nào không? Khác nhiều đúng không? Không bao giờ chăm sóc mặt ốm được. À cho nó kiểu nó phòng phòng phải đẹp đúng không? Ừ. Chăm sóc. Không, tôi nói vậy thôi chứ giờ. Dạ biết sao không? Tôi thấy trên mạng á. Ừ. Nó có một cái máy hút mụn không biết không? Biết, bán đó. Bao nhiêu tiền thấy ta? Mấy trăm ngàn cái. Tôi ước gì mà có được cái máy hút mụn đó y chát luôn. Thấy hút mụn á, cái mụn màu đen á. Mụn màu đen, mụn cám. Ừ. Còn cái mụn kiểu mà mụn nặng thì mình không nói nha, mụn bự không nói rồi. Ước gì được có một cái đó. Thật sự luôn, hút cái nó đã. Này mặt tôi mụn cám không nè. Ừ. Màu đen đầy luôn nè. Ờ. Thấy không? Anh lên Shopee anh mua. À nó tốn tiền mà hỏi mua thì nói làm gì vậy, đơn giản mùa dịch tiền đâu ra mà mua. Ăn còn dám ăn đúng không? Thôi nha, nếu mùa dịch ở không làm gì anh chăm sóc sắc đẹp đúng không? Đúng. Anh thích hút mụn đầu đen đúng không? Cám nữa. Mụn cám đúng không? Mà anh lại tiếc tiền không muốn bung tiền ra mua. Không phải, không phải là gọi là tiếc tiền, không phải là không muốn bung, nghĩa là không có thu nhập để mà chi cái đó ra mua. Em chế cho anh cái. Đồ. Đơn giản lắm. Tầm 20.000. Hút bao sạch luôn. Dũng hoài không? Thiệt đó. Anh hút anh đi tới đâu là mụn hút lên hết. Thiệt. Thì không cho nội. Chế không? Chế cho. Tức là 20 ngàn thôi hả? 20 ngàn. Với lại là anh hút cái này á, nó lợi là anh không bị bầm da, anh không bị tím da. Nếu mà anh cứ nặng hỏi da bầm tím thẹo thâm, anh hút cái này là da anh không bị cái gì hết. Đù. Không đụng chạm da luôn, không ảnh hưởng đến da luôn. 20 ngàn. Thôi khỏi đi anh mua đi, em không lấy đâu, 20 ngàn của anh kho nút đó. 20 ngàn. Anh mua cho em cái ống xi lanh về đây em chế cho. Phải không? Ừ. Thì không thằng nó được mấy ấy kia. Làm tôi mừng á. Thật thiệt. Mấy chục ngàn tự nhiên có 5-10 ngàn, cái ống xi lanh có 3 ngàn bạc nhiêu. Đi nha, thiệt á. Đi, nhớ nha chưa? Có 3 ngàn. Anh nhảy xuống xe tăng giùm em một xíu với anh. Xe tăng gì ông nội, thì ông kia tôi mua ống xi lanh thì tôi mua ống xi lanh, chứ còn xe tăng thì cái gì ông nội. Anh mua cái ống xi lanh to to một xíu. Xuống đây. Em ơi. Với cái da mặt này thì anh phải kiếm cái ống xi lanh chích trâu chích bò với lại cái ống xi lanh chích heo sao mà chịu nói. Ông gì ông không bị tôi mà cao dữ ông nội. Thiệt luôn á, cái da mặt toàn là mụn đầu đen, không là mụn đầu đen. Ủa chứ mà vợ thích yêu rồi mổ thêm một cái nữa. Chứ mà vợ tôi nói là mặt anh bệnh lắm mà. Mụn đầu đen không à, anh mua cái đồ ống xi lanh chích vòi á. Chích vòi chích trâu chích bò á. À cái ống xi lanh mà đợt mà ông làm cái thủy lực đúng không? Thủy lực bơm cái gì? Ồ chết, nhà có luôn hả? Thì được đó, có đó. Ờ cũng được. Ý chứ xong thì anh tiện đi mua tốn 3 ngàn trời. Đúng rồi anh Khải, đúng rồi. Cái này mới tầm cỡ, mới hợp với anh. Mọi người nha, tùy vào cái làn da của mọi người tự ấy nha. Ông ý ông nói tôi đúng không? Không, em nói giỡn mày thôi. Tại vì anh nên chọn cái này nè. Tại vì cái này nó có lực nhiều hơn, cái nhỏ không có lực đâu. Chọc anh vậy thôi, phải mua cái này nè. Mà thường thường á, cái này là lúc mình cắt rồi đúng không? Cắt rồi. Thường thường á, anh để nguyên luôn nha. Mà cắt rồi cũng không sao. Là sao tôi không hiểu. Bây giờ nha. Rồi sao? Rồi máy đâu? Máy đâu chứ? Máy ráp vô. Anh để vô cái cộng lông rồi đi. Chị em thằng. Đó thấy không? Anh thấy không? Anh thấy không? Rồi sao nó hít mạnh lắm. Giật lên. Đó. Ủa nó lên ra gió luôn mà. Đó. Bây giờ nha. Bây anh cho lên mũi đi. Lên mũi đúng không? Ừ. Rồi, mặt anh mụn đồ đen nhiều lắm anh Khải. Đây hả? Ừ. Mụn nhiều lắm anh Khải. Nhiều lắm, nhiều rồi không biết mà. Hút à? Hút đi, vừa làm hút đi. Đó, không mạnh lên. Đó, của cha. Đó. Ông ngoại ơi. Lên quá trình luôn nè. Trời ơi. Đó, đây. Gị ra đây. Rồi mụn đen quá ta. Ờ, quá trình luôn bây giờ đó. Chú cha mụn ra. Đó. Mụn đầu đen không đó. Mụn cám, mụn đầu đen nè. Đó, nó hút lên hết luôn đó. Nhưng mà có bị ảnh hưởng gì da không? Không, da nó không bị gì hết á. Nó cũng hơi đỏ xíu thôi nhưng nó không bị chày. Đó, bấm đó. Thì nó thâm. Bấm thì nó thâm. Đó, mọi người đó, mọi người chọc cái mũi. Chọc cái mũi đúng không? Đúng rồi. Anh vừa chọc vừa rê. Hít đúng không? Hít cứng lắm đúng không? Hít cứng. Đó. Nghiện ra mà. Vừa chọc vừa rê, vừa chọc vừa di chuyển.
Trời, nó lên quá chừng luôn kìa. Một cáo lên hết luôn kìa. Bị hở rồi. Hở rồi. Đó mà nó lên tròn quá trời luôn. Đó lên quá chừng luôn rồi đó. Mọi người thấy không? Đó ok đó chưa? Cái ổn. Nó lộn đúng không? Rồi quá đã. Đó đó, đi quá chừng luôn, kìa. Đó nó ra. Trời ơi. Trời nó ra rồi. Ra quá chừng luôn. Đó, cần gì anh phải mua chứ nữa. Đồ nó nhiều dữ trời. Ổn chưa? Mà sao cái mặt tôi mụn nhiều dữ vậy? Anh kêu anh đi chăm sóc da mặt, em nghĩ anh chăm sóc ở đâu không á? Không đó, phải okay. Đâu, do tôi bụi bặm đồ nó bám vô nó lên mụn á.